Lộ tin nhắn mùi mẫn Kiều Minh Tuấn dành cho An Nguy, các Phượng chính thức lên tiếng. Chuyện ồn ào tình cảm giữa bộ ba này đến nay vẫn xuất hiện các chi tiết khiến người hâm mộ hoang mang, dù người trong cuộc đã muốn kết thúc từ lâu. Thời gian qua, cộng đồng mạng khắp nơi thấp thỏm hoang mang trước thông tin mối tình giữa các Phượng và tình trẻ Kiều Minh Tuấn tan vỡ. Và khi ấy, mọi chuyện ồn ào hơn khi anh An Nguy công khai chuyện tình cảm sau khi kết hợp cùng một dự án điện ảnh. Sau khi phim kết thúc đợt chiếu, thì các Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có một buổi gặp gỡ riêng với truyền thông để chia sẻ về scandal vừa qua. Tại đây, cặp đôi cũng gửi lời xin lỗi các khán giả đã yêu mến họ trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt, cả hai đều gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nhà sản xuất Dung Bình Dương. Kiều Minh Tuấn cũng thừa nhận vì anh bị đầy cảm xúc nên đã có những lời nói khó kiểm soát trong thời gian trước. Mới đây nhất, trên các diễn đàn lại xuất hiện thêm đoạn tin nhắn. Được cho rằng đây là những lời nhắn nhủ mà nam diễn viên gửi đến An Nguy. Anh liên tiếp nói lời yêu thương cô, thừa nhận mình là người đàn ông không tốt. Chẳng những thế, anh còn mong cô gặp được người tốt hơn. Cụ thể, những dòng tin nhắn mà cộng đồng mạng cho rằng đây là cuộc hội thoại giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ điều gì có thể khẳng định được đây đúng là tin nhắn xuất phát từ nam diễn viên. Ngay lúc này, chia sẻ với truyền thông, các Phượng cũng cho hay, bữa giờ có không ít người lợi dụng chuyện để câu view, tôi và Tuấn đều rất mệt mỏi. Sau nhiều ồn ào diễn ra, các Phượng và người yêu vẫn mặn nồng bên nhau. Đồng thời, cả hai khẳng định họ vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua bao giông bão. Về phía An Nguy, cô vẫn giữ im lặng trước mọi chuyện. Khắc Việt xin lỗi vì chửi tục, tôi đã say, nhưng có một số nghệ sĩ có ý định đánh hội đồng em tôi. Một ngày sau khi đăng những lời chửi bới thô tục trên trang cá nhân, Khắc Việt đã có cuộc gặp gỡ báo chí để giải thích và gửi lời xin lỗi khán giả. Sau những lời chửi bới khiến dư luận phẫn nộ trên mạng xã hội, Khắc Việt đã có buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 30 tháng 10 tại Hà Nội để giải thích về hành vi của mình. Trong buổi gặp gỡ đột xuất này, rất nhiều lần Khắc Việt khẳng định anh đã là người trưởng thành và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình. Anh cũng nhiều lần nói xin lỗi khán giả vì đã làm mất đi hình ảnh bấy lâu trong mắt họ. Tôi đã say và không kiểm soát được. Nói về lý do viết những dòng trạng thái tục tĩu, Khắc Việt nói đó là hành vi bản năng do rượu và tình cảm quá thân thiết với Khắc Hưng. Những lời chửi bới đó do chính tay tôi viết và không có bất kỳ ai ép buộc. Tôi khi đó đang say rượu và được nghe những lời nói không hay về em mình. Thậm chí tôi còn được biết có một số nghệ sĩ mà tôi quen có ý định liên kết với nhau để đánh hội đồng em trai tôi, đưa kiến nghị lên cục nghệ thuật biểu diễn. Tất cả những điều đó khiến tôi tức tối. Nó giống như một bản năng mà tôi không kiểm soát được. Hưng là người chung dòng máu với tôi, là người tôi rất yêu thương. Hai anh em xa nhà từ nhỏ. Tôi vừa là bố mẹ vừa là anh của Hưng. Tôi đã bảo vệ em trai mình một cách căng thẳng. Khắc Việt cũng thừa nhận khi tỉnh táo và đọc lại những dòng chữ mình viết, anh nhận thấy bản thân mình không nên viết như vậy. Tuy nhiên, khi sự việc đã xảy ra, anh không muốn lấp liếm hay biện hộ cho hành vi của mình. Cái anh muốn bây giờ là xin lỗi đến khán giả và em trai của mình là Khắc Hưng. Sau khi tôi đăng những dòng chửi, Hưng có gọi điện cho tôi và bảo tôi gỡ xuống. Em nói rất vui khi tôi bảo vệ em, nhưng em không muốn được bảo vệ một cách căng thẳng như vậy. Tôi cảm thấy rất xin lỗi vì đã cuốn em vào những rắc rối. Và tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với khán giả vì đã khiến hình ảnh trong họ bị tổn hại. Đây là một bài học lớn của tôi xin lỗi Hưng, xin lỗi khán giả rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi những người đã làm tổn thương gia đình tôi, Khắc Việt cho biết. Trên trang cá nhân vẫn còn rất nhiều lời bình luận tức giận về hành vi của Khắc Việt, thậm chí có cả những lời dọa dẫm. Nam ca sĩ cho biết anh sẽ bình thản đón nhận những điều này bởi anh là người gây ra và phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Ca khúc có bậy bạ hay không là do cách khán giả nghĩ. Chia sẻ thêm về những sáng tác có tiêu đề nhạy cảm của Khắc Hưng, Khắc Việt cho biết anh mong khán giả sẽ đón nhận âm nhạc một cách cởi mở hơn. Có bậy bạ hay không là do người ta nhạy cảm và nghĩ như vậy. Tôi đã nghe bài này cách đây một năm, hơn sáng tác lâu rồi chứ không phải mới đây. Trước khi bài này ra mắt, Bảo Anh có vướng một số chuyện gia đình nên sự việc bị đẩy lên cao hơn. Khán giả có thể không để ý quá nhiều, nhưng khi có thêm một số nhạc sĩ có lên tiếng thì sự việc bị kích động và suy diễn hơn. Hơn không có ý đồ gì cả, chỉ là một ca khúc bình thường với cái tên khá lạ thôi, Khắc Hưng nói. Anh cũng cho biết trước sự việc này, Hưng vẫn cứng rắn và bình thản đón nhận và không lên tiếng, bởi việc khen chê của khán giả là điều rất bình thường với một người làm nghệ thuật. Tôi cũng là người làm nghệ thuật, tôi biết có những sáng tác bị khán giả chửi. Nhưng tác giả có thể tự thỏa mãn và yêu thích nó. Tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc sáng tác âm nhạc của Khắc Hưng. Cách Hưng chọn con đường như thế nào, Hưng sẽ tự xử lý. Khán giả yêu thích hay chê bai là do cách Hưng chọn. Khi nào em lạc lối trong cuộc sống, tôi mới khuyên nhủ em.
Còn câu chuyện hôm nay là về bản năng bảo vệ gia đình của tôi. Tôi chưa bao giờ nói sẽ bắn hết những ai chê bai của em tôi chỉ nói đến những ai làm hại gia đình tôi và tôi không hối hận về điều đó, Khắc Việt cho biết. Đụng mặt nhau tại sự kiện, đây là điều Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên ngấm ngầm so bì. Không còn những màn đấu nhẫn kim cương khoe hàng hiệu. Lần đụng mặt hiếm hoi tại sự kiện mới đây, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên lại ngấm ngầm đối đầu nhau như thế này. Tình chị em thắm thiết của Hà Hồ và Lệ Quyên từng được ví là hiếm có trong showbiz Việt. Thế nhưng đang tình thương mến thương là thế, bỗng một ngày cả hai lại cạch mặt nhau chẳng ai hiểu vì lý do gì. Sau đó cả hai lại tham gia vào những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Rồi màn đội những kim cương tưởng như không hồi kết khiến khán giả ngỡ ngàng. Hai người đẹp dường như không chỉ cạch mặt nhau mà còn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nói ra, nhưng nhiều người hiểu một quy tắc ngầm rằng có mặt Hà Hồ thì không có Lệ Quyên và ngược lại, vậy nên cực hiếm khi cả hai cùng dự chung một sự kiện. Tưởng phải đẳng cấp như Đàm Vĩnh Hưng mới đủ sức lôi hai chân dài hội ngộ, nhưng không, mới đây, cả hai lại có lần đụng mặt hiếm hoi, cụ thể tại sự kiện thời trang kết hợp nội thất tại thành phố Hồ Chí Minh, tối 29 tháng 10, Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên đã có dịp tương phùng. Dù đến chung một sự kiện cùng một địa điểm nhưng cả hai không ngồi gần, chẳng chụp hình chung và chắc chắn là ngó lơ nhau cả buổi. Tuy vậy, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên vẫn có cách để so bì đẳng cấp của mình. Lệ Quyên chọn một chiếc váy đen khá kín đáo khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 37, trong khi đàn em Hồ Ngọc Hà lại quyến rũ với đầm dây đen với phần cổ khoét sâu, khoe nhan sắc, cả hai đúng là một chín một mười. Chưa hết, tháp tùng hai người đẹp là hai người đàn ông lịch lãm, trong khi Lệ Quyên sánh vai cùng ông xã, Hồ Ngọc Hà vẫn chỉ mải mê quan tâm tới Kim Lý. Cả buổi Hồ Ngọc Hà Kim Lý quấn quýt không rời. Chưa hết, giọng ca Em Muốn Anh Đưa Em Về còn ngần ngại bẹo má, trao những ánh mắt tình tứ cho bạn trai. Có lẽ qua rồi cả thời, cả hai dùng những món đồ hiệu đắt tiền, chiếc nhẫn kim cương để thể hiện đẳng cấp. Đến thời điểm này, Lệ Quyên Hồ Ngọc Hà âm thầm khoe hạnh phúc viên mãn của người phụ nữ ngoài 30. Và rõ ràng trong màn so bì ngấm ngầm này, vẫn chẳng biết ai hơn ai kém. Cuộc hôn nhân hơn 4 năm của Ngọc Nguyên và ông xã Việt Kiều từng 5 lần định ly hôn trước khi chính thức chia tay. Cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ bình yên và hạnh phúc của Ngọc Nguyên và ông xã Việt Kiều, bác sĩ Richard Lê, cuối cùng đành phải dừng lại đầy tiếc nuối. Ngày 30 tháng 10, thông tin người mẫu Ngọc Nguyên và ông xã Việt Kiều ly hôn sau hơn 4 năm chung sống đã trở thành tâm điểm chú ý công chúng. Mặc dù Ngọc Nguyên chưa có phản hồi chính thức, nhưng ông xã của cô, bác sĩ Richard Lê đã xác nhận với báo chí về thông tin này. Theo anh, lý do cả hai quyết định đường ai nấy đi, dù đã có với nhau một quý tử hơn 2 tuổi vì bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung. Được biết, Ngọc Quyên chính là người chủ động đề nghị ly hôn và đi nộp đơn, đóng lệ phí ly hôn từ tháng 4, 2017. Cho tới tháng 4, 2018, Tòa án quận Cam, bang California đã gửi giấy công nhận ly hôn giữa Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê. Thông tin này sau khi được công bố đã khiến đông đảo khán giả không khỏi tiếc nuối. Bởi hơn 4 năm qua, cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên và bác sĩ luôn nhận được nhiều lời khen ngợi ngưỡng mộ từ công chúng. Đáng nói, để dành trọn tình yêu cho ông xã Việt Kiều, Ngọc Quyên từng quyết định gác lại mọi hào quang của showbiz giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển. Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê chính thức có mối quan hệ tình cảm chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Cho tới đúng ngày Giáng sinh năm 2013, nữ người mẫu nhận được lời cầu hôn đầy bất ngờ từ bạn trai ngay tại bệnh viện mà anh đang làm việc ở Mỹ. Màn cầu hôn lãng mạn này đã khiến đông đảo khán giả phải ghen tị. Sau một tháng nhận lời cầu hôn, Ngọc Quyên mau chóng lên xe hoa với bác sĩ Richard Lê vào tháng 1, 2014, giữa lúc cô đang là một trong những chân dài đình đám của làng mốt Việt và được đánh giá cao khi lấn sân điện ảnh. Nói về quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi, Ngọc Quyên từng cho biết, vì bác sĩ Richard Lê có quan điểm sống hiện đại, tự lập, biết phấn đấu nên đã chinh phục được cô. Để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ, sau đám cưới Ngọc Quyên đã tạm xa showbiz Việt cùng chồng sang Mỹ định cư. Đến ngày 6 tháng 1, 2016, vợ chồng Ngọc Quyên đón quý tử đầu lòng tại Mỹ. Suốt hơn 4 năm sống tại trời Tây, Ngọc Quyên chọn công việc bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh thời gian chăm sóc chồng con, chỉ thi thoảng người đẹp mới trở về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè. Để cập nhật cuộc sống hôn nhân tại Mỹ, Ngọc Quyên thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường lên trang cá nhân. Thông qua những khoảnh khắc mà người đẹp chia sẻ, khán giả đều nhận rõ cuộc sống của cô khá đơn giản nhưng vẫn hạnh phúc và viên mãn. Thế nhưng, từ năm 2015, vợ chồng Ngọc Quyên vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Khi
khi cả hai không còn đăng ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ người mẫu lên tiếng phủ nhận và đầu năm 2017, hai vợ chồng cô cùng chung tay tổ chức lễ thôi nôi cho con trai để dập tắt tin đồn rạn nứt. Cho đến giữa năm 2017, Ngọc Quyên trở về Việt Nam đóng phim điện ảnh Mẹ Chồng, tham gia một số hoạt động trên sàn diễn thời trang, cũng là những dự án tái xuất của cô sau nhiều năm vắng bóng showbiz. Tại thời điểm này, dù vẫn khẳng định hôn nhân đang rất hạnh phúc, nhưng Ngọc Quyên lại chia sẻ với báo chí, cô từng 5 lần định ly hôn chồng vì cả hai cãi vã liên tục. Tôi và ông xã có mối nhân duyên lớn nên không thể nói bỏ là bỏ được. Trong 3 năm sống chung, tôi và anh ấy cãi nhau đến hàng nghìn lần, thậm chí tôi còn đòi ly hôn đến 5 lần, nhưng anh thì chưa bao giờ nói chia tay. Tôi nghĩ nếu không phải nhân duyên, chúng tôi đã sớm đường ai nấy đi từ lâu, cô tâm sự trong lần về Việt Nam giữa năm 2017. Mới đây, ông xã Ngọc Quyên đã chính thức xác nhận ly hôn từ tháng 4, 2018. Khép lại cuộc hôn nhân hơn 4 năm tưởng chừng khó chia cắt trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.